Mẹ con nói đúng đấy, sức khỏe là quan trọng, có sức khỏe thì mới học tập được. Con sắp xong rồi, còn một chút nữa thôi. Mà thôi, bố mẹ đi ra đi, cho con tập trung nốt. Thôi được rồi, con học đi nhá. Vâng. Thế nhá. Ông sao đấy? Tôi đang vui, lần đầu tiên thấy con gái mình chăm học quá. Tôi cũng thấy thế không ạ? Giống như cái lần đầu tiên là tôi tỏ tình với bà ấy, bà đồng ý ấy. Ông đốn mặt vừa đấy nhá, ông đi tỏ tình với con nào, giờ còn khoe tôi. Bà lại hiểu nhầm ý tôi rồi, tôi có tỏ tình với ai đâu. Ông, mọi khi thấy con gái mình lười học ham chơi, hôm nay tự nhiên lại thấy nó học 4 tiếng liền, nên là tôi có cái cảm giác như thế thôi. Thì giờ vào năm học mới rồi, con mình cũng lớn rồi, nó biết suy nghĩ hơn, nó biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm rồi ông ạ. Tôi cũng mong là nó trưởng thành, để tôi với bà đỡ phải lo lắng về nó nhiều hơn. Mà bây giờ con mình ngoan rồi, ông cũng đừng hơi tí là mắng nó nữa đấy. Tôi hứa, bây giờ nó học hành chăm chỉ như thế, mắng nó sao được được. Mày hứa rồi nhá, từ nay không mắng con nữa. Cái mẹ đấy à? Hứa. Con học xong rồi ạ? Vâng, mà bố mẹ ký giúp con cái này với ạ. Cái gì đấy con? Chắc là bài kiểm tra đấy không ạ? Chăm học chắc là điểm cao đây. Cái gì đấy con? Thầy yêu cầu con viết 100 bản kiểm điểm có chữ ký của bố mẹ. Bố mẹ ký giúp con với ạ? 100 bản? Con mới chẳng cái, đi học mới có 1 tuần thôi mà phải viết 100 bản kiểm điểm là sao? Thôi từ từ thì bảo ban con đi. Con tránh ra, con cái gì mà đi học đánh bạn, nói chuyện riêng trong lớp, lại còn ngủ gật, đi học muộn, học hành nha. Bố ơi, con không mà ngon nữa mà. Này cậu kia. Có chuyện gì? Cậu nhặt ngay cái lon nước rồi bỏ vào thùng rác. Tại sao tôi phải nhặt? Cậu là người ném nó ra thì cậu phải nhặt nó vào chứ. Cậu thích thì cậu đi mà nhặt. Ơ. Cậu có tránh ra không thì bảo. Bao giờ cậu nhặt lon nước thì tôi mới tránh. Tôi vứt rác hay không là việc của tôi, không phải việc của cậu. Cậu thích thì cậu ra mà nhặt, ok? Đúng là cái loại vô học. Nhìn gì ấy? Không có gì cả. Đi học.
gì. Mà này, hôm nay cậu đi muộn nhá. Tớ đi muộn có 5 phút thôi mà. 5 phút cũng là đi muộn rồi. Tớ xin lỗi. Xin lỗi mà đã xong à? Cậu mua xôi cho tớ nhá. Otoke, otoke. Otoke. Trung ơi! Trung ơi! Tớ ở dưới này! Nhà! Còn làm gì mình cứ nhìn vào quán trà đá kia? Cậu làm gì mà kéo rất kinh thế? Thì sắp vào lớp rồi mà. Mà cậu không trả lời câu hỏi của tớ. Câu hỏi gì cơ? Thì lúc nãy cậu cứ nhìn vào quán trà đá đó kia. Không có gì. À, mà tao đang suy nghĩ một chuyện. Chuyện gì cơ? Thì chuyện lớp mình một tuần nay không có lớp trưởng ấy. Lớp trưởng cũ là mình chuyển lên lớp chọn rồi. À, mày có muốn làm một việc tốt cho lớp không? Tự nhiên là có rồi. Được chưa? Tôi hiểu rồi. Ôi, đợi tớ nữa Lâm. Lên. À, cậu làm bài tập hóa chưa Lâm? Chưa đúng không? Thì tớ mới đi học có một tuần. Chắc là thầy con kiểm tra đây. Thế mà bảo sang năm học mới chăm chỉ học để còn kèm mình. Bây giờ thì sao? Thì tớ vẫn đang cố mà. Đúng là con trai, chỉ biết hứa, hứa xong rồi để đấy. Thôi rồi, tớ xin lỗi. Từ mai tớ sẽ chăm chỉ học hành. Nỗ lần này nữa thôi nhá. Cậu mà không chăm chỉ thì đừng có mà trách tớ. Otoke. 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 Mà cậu cho tớ bận vào bài tập đi. Làm gì? Thì để tớ chép tớ làm gì nữa. Tớ đã làm đâu? Thì tớ chưa làm, tớ mới hỏi cậu. Thì tớ còn chép chứ. Cậu lại giận tớ mà. Cái đồ con trai chỉ biết hứa xong rồi để đấy à. Tớ biết lỗi rồi, không giận tớ nữa. Tha lấy cậu này. Các cậu đừng trêu tớ nữa. Các cậu đừng trêu tớ nữa. Các cậu đi chơi đâu? Mày làm bài tập hóa chưa? Cho tao mượn vào bài tập đấy. Đã như làm bài tập rồi. Chưa, chưa làm thì mới mượn chứ. Nhanh lên. Lên, thầy sắp vào lớp rồi. Em mày, cái này đọc gì ấy? E-S-T à? S-T. À, S-T, ok. Nhìn mày tự nhiên tao lại nhớ con Phương mặt tao năm ngoái. Thế nó đi đâu rồi? Cái Phương nó đi du học rồi. Thế à? Mà tao thấy lớp mình
chuyển đi gần hết rồi nhở? Ừ, sang năm học mới mấy đứa học giỏi lớp mình như lớp trưởng Cánh Nhi, thằng Hiếu sang cái lớp chọn rồi. Còn những đứa học dốt như mày thì mới về lớp này thôi. Mày lại học dốt cơ? Mày đấy. Thế Dung ơi, mày hỏi Dung nào đấy? Thùy Dung, tao đang nói chuyện với mày đấy. Mày nhầm rồi, tao là Kim Dung, nó mới là Thùy Dung. Biết rồi, này tao bảo, mày có biết ở trường mình vừa có một tin gì cực mới, cực sốc không Dung? Mày bảo Dung nào? Dung, tao đang nói chuyện với nó mà, mày cứ xía vào làm gì? Tao mới là Thùy Dung, nó là Kim Dung mà. Nhắc lối vãi. Thôi, tao nói chuyện với cả hai con mày được chưa? Rồi, có chuyện gì nói đi. Này tao bảo, bọn mày có biết soái ca Đình Hải lớp 12A3 vừa mới chia tay người yêu đấy. Kinh chưa? Mày không có chuyện gì mới hơn à? Bọn mày biết hết rồi à? Tao tưởng mỗi mình tao biết mà. Mày không biết là bọn tao chơi với con Huyền Linh người yêu của Hải à? Ê rồi, sao bảo ghê? Học tối, ông lên nó xóa đi. Mày ăn được đấy mà. Con trai, cậu lên mà xóa bảng đi. Thế mới cứ đòi bình đẳng nam giới. Giờ có việc thì khó mở ra thì cứ nam với trả nữ. Ừ, kệ tôi. Mà kệ đi, lớp nhiều người, tí khác có đứa nên xóa. Cả lớp ai cũng như ông thì thử nghĩ xem có ai lên xóa bảng không. Mà cứ kệ đi, tôi ngủ đi. Dậy đi. Thầy giáo vào. Chào các em. Chúng ta kiểm tra bài cũ nhá. Tính chất của ST. Hôm nay chúng ta kiểm tra thế này thôi nhá. Bây giờ các bạn mở sách ra, chúng ta bắt đầu bài mới. Sao vào giờ học rồi mà sao các anh chị để cái bảng bẩn thế này?
sang năm học mới rồi, anh chị nào cũng lớn rồi, thế sao mà vô ý thức vậy? Lớp trưởng lớp mình là ai? Thế lớp phó lao động? Dạ em ạ. Chuyện này là sao? Chuyện gì thầy? Vào lớp học rồi mà sao anh để cái bảng bẩn thế này? Thưa thầy, bình thường là lớp trưởng phân công cho các tổ lao bảng. Bây giờ bạn ấy chuyển rồi nên là không có ai phân công ạ. Tôi không biết. Việc để bảng bẩn thế này là lỗi của anh, và anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Được rồi, từ bây giờ trở đi anh sẽ là người chịu hoàn toàn việc phân công lao bảng cho cả lớp. Anh đi đâu đấy? Dạ, em lên lao bảng ạ. Không khiến, ra ngoài. Lên. Anh chạy ngào quá. Hôm nay chị ngào lại đi học muộn. Ai bảo mày là tao đi học muộn? Chỉ là tao đi sớm hơn 23 tiếng thôi. Sao lại 23 tiếng nhỉ? Còn làm gì nữa? Nhanh! Thôi, chúng ta bắt đầu bài học mới nhá. Dạ, thưa thầy. Sao em? Em nghĩ chúng ta nên bầu vợ lớp trưởng mới ạ. Đúng rồi, thầy ạ. Đúng, thầy quên mất đấy. Thế hôm nay chúng ta sẽ tiến hành bầu lớp trưởng nhá. Thế có bạn nào ứng cử hay đề cử không? Nói thế tôi. Không nào đi. Đó, các bạn nào tự tin muốn ứng cử là lớp trưởng? Và tất cả lớp. Em tự nhận thấy mình có đủ các yêu cầu để làm lớp trưởng ạ. Vì thế em muốn ứng cử vào chức lớp trưởng ạ. Được đấy. Bạn chung được đấy thầy ạ. Bạn ấy vừa học giỏi lại ngoan nhất lớp nữa ạ. Tôi nhớ không nhầm thì từ ngày Nhi, Hiếu chuyển đi thì điểm số của chung là cao nhất lớp đấy. Ngoài ra thì hạnh kiểm tốt, cũng hay tham gia hoạt động. Được, chung đầy đủ những yếu tố để thành một lớp trưởng. Cả lớp thế nào? Có đồng ý cho bạn chung là lớp trưởng không? Có. Hai. Dạ thưa thầy, em muốn đề cử ạ. Em muốn đề cử ai? Hôm kia, hậu cử mày đấy. Nó, tao bỏ phiếu chắc á. Dạ thưa thầy, em muốn đề cử bạn Cường ạ. Yeah! Bạn ấy cũng học rất giỏi, còn chơi thể thao giỏi, còn hay tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường, của lớp với thầy ạ. Em có làm được đâu thầy ơi. Thôi làm đi, cậu làm được mà. Khiêm tốn thế là tốt đấy. Đấy là một đức tính của một người lớp trưởng đấy. Em tham gia đi, cố lên. Còn bạn nào ứng cử hay đề cử gì nữa không nhỉ? Vậy là chúng ta sẽ có bạn Trung và bạn Cường đúng không? Hai bạn này thì thầy thấy ai làm lớp trưởng cũng được. Nhưng mà thôi, để cho công bằng thì chúng ta bỏ phiếu nhá. Vâng ạ. Mỗi bạn chỉ được bầu một trong hai bạn, đấy là Cường và Trung thôi nhá. Chúng ta bắt đầu bỏ phiếu. Theo những kết quả bỏ phiếu thì bạn Trung hơn bạn Cường một phiếu. Vì vậy bạn Trung sẽ là lớp trưởng lớp chúng ta nhá. Anh bầu cho ai? Dạ thưa thầy, cho bỏ phiếu kín được không ạ? Kín là kín cái gì? Bây giờ còn mình anh bỏ phiếu kín là tốn thời gian nha. Anh bầu ai nói luôn đi. Thầy nhưng mà bây giờ bầu ai thì ngại lắm. Bầu bạn này mất lòng bạn kia. Anh có biết lá phiếu của anh rất quan trọng không? Nói đi.
thưa thầy, thế bây giờ kết quả đang như nào? Thì anh Trung hơn anh Cường một phiếu. Nó thêm bầu cho bạn Cường như đều nhau ạ. Em chơi đi của tôi đấy ạ. Không, em thấy bạn Cường cũng hợp làm lớp trưởng mà. Với lại bây giờ bầu ai là Cường của em. Bây giờ bạn Cường, bạn Trung đang bằng phiếu nhau. Ai cũng tốt, ai cũng xứng đáng là lớp trưởng. Nhưng bây giờ đều phiếu nhau biết làm sao được. Các em có ý kiến giải pháp gì không? Anh đi ra ngoài đi. Nói to lên. Dạ thưa thầy, em đi học muộn ạ. Ai chẳng biết chị đi học muộn. Lý do? Dạ thưa thầy, hôm qua bố em mắng lâu quá nên em ngủ muộn ạ. Dạ kiểu gì vậy? Đi học mới được một tuần, bao nhiêu lỗi rồi? Mày viết thêm 100 bản nữa đi. Nói bình thường thôi. Dạ thưa thầy, cho em xin lỗi, lần sau em không thế nữa ạ. Thôi, không có lỗi lầm gì đây cả. Mày viết thêm 100 bản đi. Thôi mà thầy, em mà viết 100 bản nữa bố em giết em chết. Đi thầy. Tôi đang phải dạy học, cô bắt tôi đi đâu? Phải thế mà thầy. Này, tha cho em nhỉ. Tốn thời gian quá, để kia về chỗ đi. Khoan đã. Mọi người đang chuẩn bị để quay tập đầu tiên. Cô la đi cậu. Vũ làm gì đấy Vũ? Xin cam lẹ. Làm điều sai trái thì phạt tiếp 100 cái bản kiểm điểm không? Ừ, đây là bản kiểm điểm. Viết 100 cái bản kiểm điểm kinh đẹp nhỉ? Tại sao phải viết 100 cái? Kinh bảo như thế. Ừ, đen cho bạn. Đen cho đội viết bản kiểm điểm. Cặp pin đâu rồi? Rồi nhá. Cặp pin thí sinh tiếp theo. Lấy cái trong túi của thằng Vũ còn cái củ xà cái thế. Các con đi.
Thật giúp lái giờ mới đọc lại hả? Không, các em đọc lại cái dòng này không tốt quá. Anh hãy nêu tính chất của ST. Thơm lắm quá. Anh đi ra ngoài đi. Cắt. Thế sao đi học buồn? Sao thầy lúc học của anh nhắn lâu quá nên em học buồn ạ? Chỉ là kiểu gì vậy? Đây là cánh quay của Ngọc treo vào tường vào và phải đột kích vào trong trường. Ok. Cánh này vứt vào thùng rác à? Ừ, vứt thùng rác. Vãi cái thùng rác ở đây. Cái thùng rác tít kia. Cái gì đi? Vãi. Anh lên đấy anh bảo là cái này nó cố định rồi không đi được.
đây?